Chào mọi người, gần đây mình có đọc một quyển sách về lối sống tối giản của người Nhật rất là hay nên mình đã áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình. Cho nên video hôm nay là một video làm đẹp theo phương pháp tối giản mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và chủ đề của video hôm nay đó chính là phương pháp trang điểm tối giản. Mọi người cùng theo dõi nha. Thì trong video vừa rồi mình sử dụng hai sản phẩm chính chủ đạo cho bức trang điểm tối giản của mình, đó chính là đầu tiên là phấn nước trang điểm Misa and Matrix. Đây là một sản phẩm phấn nước của Misa. Và sản phẩm thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là son, cũng là son của Misa. Đây là một cây son rất là giá rất là khá là bình dân nhưng mà rất là xịn sò. Và đây là hai sản phẩm rất là bình dân nhưng mang lại hiệu quả trang điểm rất là tốt và vô cùng tối giản tiết kiệm cho chúng ta. Thì mình sẽ nói sơ qua tính năng và một số đặc tính của hai sản phẩm để mọi người cùng nắm rõ hơn về tính ưu việt của hai sản phẩm này nha. Sản phẩm đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là phấn nước Misa. Misa thì là một thương hiệu khá là nổi tiếng của Hàn Quốc rồi, được rất là nhiều người nổi tiếng nên là mình sẽ không nói nhiều về thương hiệu Misa nữa, mà mình sẽ nói về cái tính năng và chính của sản phẩm mình đang nắm trên tay đây, đó chính là phấn nước Matrix. Thì phấn nước này đầu tiên mình nói về thiết kế đi ha. Thì thiết kế của sản phẩm rất là đơn giản tinh tế và hình tròn đơn giản tinh tế như thế này, với có phần kim loại phía ngoài nhìn cũng khá là sang trọng, đơn giản tinh tế nhưng mà cũng rất là sang trọng và bắt mắt. Rồi nói về chất kem bên trong đây, thì sản phẩm có cái mút màu xanh và chất kem bên trong là chất mềm mịn và thấm vào da khá là tốt. Nói về độ che phủ của sản phẩm thì sản phẩm rất là phù hợp cho những bạn có làn da ít khuyết điểm. Nếu mà mình có nhiều khuyết điểm quá thì mình nên sử dụng thêm nhiều bước hơn nữa. Nhưng mà đối với những bạn ít khuyết điểm thì đây là một sản phẩm hoàn hảo cho chúng ta, bởi vì nó tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Chúng ta chỉ cần thoa một lớp, chúng ta chỉ cần là dưỡng qua một lớp cushion này thì chúng ta đã có được một lớp nền hoàn hảo che phủ khuyết điểm và lỗ chân lông rất là tốt. Ngoài ra còn có chỉ số chống nắng SPF 50 giúp chúng ta chống nắng hiệu quả. Sản phẩm phấn nước của Misa này thì có hai tông màu để chúng ta lựa chọn, đó là tông màu số 21 dành cho những bạn có làn da sáng và tông màu số 23 là dành cho những bạn có làn da hơi sậm màu hơn, thì chúng ta nên sử dụng tông màu số 23. Nói về mặc dù là tính năng rất là ok và độ che phủ tốt, dưỡng ẩm, che lỗ chân lông, chống nắng và kiềm dầu luôn, nhưng mà sản phẩm tất cả tính năng này lại nằm trong một sản phẩm với giá thành rất là bình dân, chưa tới 200k thì các bạn đã có thể sở hữu một sản phẩm kem phấn nước rất là công hiệu này. Và một sản phẩm thứ hai không thể thiếu trong các bước trang điểm của chúng ta đó chính là
son. Và cây son mình đang muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cũng là một cây son của Misa. Đây là một cây son Misa mà mình sử dụng để son môi lúc trang điểm này. Thì các bạn, mình cũng chia sẻ ngắn gọn về cây son này. Đây là son có thiết kế rất là tinh tế và có 500 hút như thế này, nên các bạn để thì nó hút vào rất là sang trọng và mình cực kỳ thích, bởi vì nó có thiết kế nhám nè, rồi 500 hút nè, và nắm rất là nặng tay nên là cảm giác rất là xịn sò. Đây là một sản phẩm rất là xịn sò chứ nó không phải là sản phẩm bình dân, mặc dù với giá thành khá là bình dân, chỉ khoảng 250k là các bạn đã có thể sở hữu cây son rất là xịn sò này. Nói về màu son thì đây là một cây son nó có dạng là son matte, thì nó vừa có cái độ bóng nhẹ nhưng mà nó vừa có cái độ mịn mịn như là lụa vậy đó, nên là không có hề là gây tạo cảm giác là son mình nó quá bóng thì gây nó không có được sang, nhưng mà cái màu chất son rất là sang. Chúng ta thoa lên thì làn da của mình, làn môi của mình sẽ mềm tức thì, và màu son cũng rất là tuyệt vào màu môi, thì giúp cho làn môi của chúng ta lên màu rất là tự nhiên và rất là đẹp. Ngoài ra trong video mình còn có hướng dẫn các bạn là mình có thể sử dụng luôn cái màu son này để làm màu má, thì rất là tiết kiệm và đồng thời là rất là tiện dụng. Chúng ta có thể sử dụng một sản phẩm duy nhất cho hai bước đó là son và má luôn. Nếu mà các bạn thích, chúng ta có thể sử dụng luôn dành cho màu mắt, mình có thì nó sẽ rất là tiện. Tuy nhiên thì mình cũng nên là sử dụng màu mắt một cái màu khác thì nó sẽ tạo cảm giác là nhìn tươi tắn và thú vị hơn. Vừa rồi là hai sản phẩm trang điểm chủ đạo của bước trang điểm tối giản mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong phương pháp trang điểm tối giản. Thì ngoài ra, ngoài hai sản phẩm này ra thì mình cũng có sử dụng thêm phấn mắt và mascara. Thì đây là hai sản phẩm rất là đơn giản, chúng ta có thể dễ dàng tìm được những sản phẩm ưng ý với giá thành bình dân, cũng như là hai sản phẩm chính trong bước trang điểm tối giản mình vừa chia sẻ. Thì hai sản phẩm này cũng giá thành cũng rất là bình dân, với tổng hai sản phẩm thì chúng ta chưa tới 500. Vừa rồi mình vừa chia sẻ ngắn gọn về hai sản phẩm chủ đạo mình sử dụng trong các bước trang điểm tối giản mà mình chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Rất là mong những cái chia sẻ của mình sẽ hỗ trợ hữu ích cho các bạn trong việc mình sẽ tiết kiệm được tối đa thời gian trang điểm nhưng vẫn có một làn da trang điểm ưng ý. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn đừng quên nhấn chuông, nhấn đăng ký để nhận được những tin mới nhất từ kênh của mình nha. Chào tạm biệt mọi người.